Hello và xin chào tất cả anh em đã quay lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ làm clip về CF offline. Vâng. Nay là mình sẽ làm về bản SLC 2.3 nha anh em. Đấy. Và đây là mình sẽ làm về combo 2 VIP Enrolado sang zombie. Và cơ cả thế giới. Đấy. Thấy chưa? Anh em thấy không? 1 nè, 2 nè. Anh em thấy giống nhau chỗ nào chưa? Một chỗ thì giống nhau nè, hai chỗ giống nhau nè, thấy không? Đấy, thấy chưa? Giống nhau hai chỗ đàng hoàng luôn. 1 nè, 2 nè. Còn chưa nói những cái khác nữa. Và nó có một màu vàng của nó. Thấy chưa anh em thấy không? Màu vàng của nó. Đấy, bao quanh một cái súng. Và cái súng lục cũng như vậy, cũng được bao quanh bởi màu vàng này. Đấy, cũng có màu trắng, màu vàng. Đấy. Và có một cái súng khác anh em đừng có nói là nó giống nha. Cái này khác hoàn toàn. Không có chấm đen, không có chấm xanh. Mà lại có màu đỏ. Có màu đỏ, thấy chưa? Nhìn thấy không? Cho dù có màu vàng thật nhưng mà lại không có màu trắng ở giữa. Như là cây hai combo súng hồi nãy. Nhìn ra, mình sẽ cho rằng đây là combo súng. Ok, một thôi. Rồi mình sẽ chỉnh boss tiếp việc khó nhất nha anh em. À, 9 con. Ok. Chỉnh lên 9 con. Rồi, ok. Chờ vào đấu thôi. Bắt đầu mới vô nó hơi lắc lắc nha anh em. Nét nữa để mình xem, anh em xem mình thể hiện nha. Cưng cả đám luôn. Cưng hết. Ủa, chuyện gì vậy? Ok. Ủa thấy nhanh chưa anh em thấy không? Như vậy. Úi giời ạ, mình thấy được có một kill. Gặp máy lắc nữa chứ. Từ để mình đập chết này. Rồi, vừa mới bay lại một phát một luôn. Đấy, ok. Tiếp tục nào. Viên combo này đó gọi là mạnh rồi đấy anh em. Đây rồi mình cận chiến cho anh em xem. Đây, ở dưới đây đúng không? Hai chú nha. Đấy, ở đây. Đấy. Hunter này. Thích chiều. Tiếp tục một cái lục nào. Ủa mất giáp, mới nồi chưa? Úi giời ạ, tách hai bên luôn mới ác chứ. Vãi nồi boss. Đang đứng đây đúng không? Hai con đứng đây. Đi tới, định cận một phát là hai con dính luôn. Nhưng mà ai ngờ đâu. Nó banh nhà nó đi làm sao cầm à. Thủ thuật anh em ơi. Thủ thuật quá đỉnh. Này à. Đây à. Anh em thấy cái gì áo gì không? Quá nhanh. Tốc độ. Ok, bây giờ chắc mình sẽ bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Nên là ức chế rồi. Mình tưởng ném mà nó cào được hay thật. Có thằng hỏi mất gắt cho một con cào luôn. Đấy, giờ tốt nhất là chú
chúng ta lên cư ngụ. Đấy. Chết nha. Cho anh em thấy sức mạnh khủng khiếp của cận chiến chưa? Chết luôn. Nào thì bay đây à? Bay đem gì? Bán chảo à? Bán này thì cho bán luôn. Rồi, một quả khiếp hồn. Cần hết, ba em à? Cần ba luôn. Bán nồi ạ, à, trâu thế. Càng ngày càng trâu. Trâu như bò, như lợn. Trâu như sắt đấy. Chích như vậy được một kêu. Nghe không phải nên cắn nồi ạ. Đó thấy không anh em? Hai combo là cực đẹp. Đấy. Giờ là bắn à. Rồi để cho sinh sôi nhỏ đã. Ôi. Đắng chưa, đắng cay chưa. Trời ơi. Bây giờ ăn rồi cào. Không để thế đâu nha. Có hỏi. Nào nhanh nào. Ok. Hero đã có mặt tại thị trường. Một cú đâm là bao nhiêu? 2k2 máu. 2k2 50. Nhanh nào, nhanh nào. Ok, lúc à. Ôi rồi. Anh em thấy không? Nó đánh cái đầu thế mà trâu. Hai con này xong cân mỏi đây. Gì vậy? Ok, để đi cho nó nhanh. Chứ mất thời gian lắm. Tại vì bữa trước mình quay video á, là mình không biết cái lệnh để mình có thể reset lại ROM. Nên bây giờ mình biết rồi. Giờ quá nhanh luôn. Lại nữa. Giờ đến giờ biến zombie đi anh em ơi. Đó thấy không? Ném. Ôi ôi. Tung bay. Thấy chưa anh em? Tung bay trời đất. Đấy. Đấy thấy chưa? Một pha tung súng của anh ấy. Ủa ngu người luôn rồi. Nhìn quá không sao. Mấy không sao là được. Này à. Thích cận chiến này. Thích cận chiến mới lại đây. Thích cận chiến nào. Ba chú quá bình thường luôn. Có tin được không? Như vậy. Hai chú nha. Đùa. Bây giờ mới đến lúc mà ăn cùng nọ lên đấy. Ôi bốn chú ảo vãi lờ. Chưa mất giáp luôn. Quá đỉnh. Giờ anh cần hết. Cùng nọ của anh nó lên tới đỉnh rồi. Giống kiểu hồi nãy như kiểu là thiếu canxi anh em. Chém Sida. Giờ lên rồi. Hai kêu. À đây rồi. Này chuẩn bị nè. Ôi chém lại không xuyên được thôi. Hết con mẹ em sót nha.
Bấm, ôi thế cũng được một kill ấy. Hai chú ai hi rồi giờ chấp hết. Ôi ôi được ấy, được ấy. Một phát một dễ chưa. Ôi hết đạn. Ôi mém chết, mém chết. Hết đạn thôi, hết đạn thôi. Headshot xuyên đầu. Ba chú quá bình thường nhá. Đừng đùa. Nhìn nhau làm gì? Đi đi cho nhanh đi. Đấy. Giờ là combo quá mà. Chút thể xương lâm đã xuất hiện. Chứ không phải là tên Michito xuất hiện đâu nha. Rồi bắn chết luôn đi chưa. Trời ơi thấy chưa, nghe thì chết mà. Mình mà đã cần chín tơ rồi thì tơ xác định. Ôi rồi, ôi ôi ghê vậy. À ghê vậy. Tiếp tục nào. Ba chú quá bình thường. Cận chiến vũ trụ là bắt đầu. Vũ trụ nổ da nổ sát thương lớn. Đến từ cây súng Enrolado. Anh em thấy không? Tên của ở dưới nó là AK Canajoria. Không phải là như vậy đâu. Nó là cây AK Enrolado đấy. Một cái cây gọi là giống y như AK Bonbit đấy, chứ lại AK DS Bonbit đấy, giống y hệt luôn. Giờ mới mốt chắc cũng gia sản giống như vậy nữa. Đó là chỉ suy nghĩ tầm thường của mình thôi. Rồi 400 kill anh em, 400. Đùa với này à. Chú tể sinh lâm mà. Đâu rồi. Nhưng nào ra cận chiến nào. À bay xuống đây nhanh lên. Ok. Đâu rồi. À đây. Nhẹ nhẹ thôi. Và thôi, còn clip của mình đi hết cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Bye bye. We'll be right back.